Thời gian qua, ngành cơ khí từng bước làm chủ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp và kinh tế phát triển, qua đó trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thương vụ tại nước ngoài tháng 8 năm 2023 có chủ đề xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cơ khí theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hơn 300 đại biểu cùng nhau trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến, các quy định về chính sách, yêu cầu mới đối với nhập khẩu, đánh giá thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu đối với các sản phẩm ngành cơ khí, thảo luận đánh giá cơ hội, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời khuyến nghị đối với các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp xuất nhập khẩu yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm cơ khí. Bộ Công Thương cho biết, trong những năm qua, công nghiệp đã trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng và năng suất lao động cao trong các ngành kinh tế. Ngành cơ khí là một trong những ngành công nghiệp có lịch sử lâu đời và được xác định là ngành công nghiệp mang tính xương sống, đóng vai trò là động lực, dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là một số nhóm ngành như cơ khí khuôn mẫu, cơ khí công nghệ cao, máy móc thiết bị, phụ tùng. Với trách nhiệm là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, sau hội nghị này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp đầy đủ nhu cầu hỗ trợ và các kiến nghị, đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, phối hợp với các bộ ngành liên quan để tập trung giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xem xét chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu ngành cơ khí, hỗ trợ doanh nghiệp ngành cơ khí tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước và phát triển xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.